phải tuân thủ. Nhưng rõ ràng trong diễn xuất của anh cũng như trong thể hiện sân khấu của anh vẫn không tránh khỏi đâu đó những cái nét nó đã trở thành thói quen vị kỷ của cái tôi con người, nó lấn vào cái tôi của tác phẩm. Khó, và khán giả họ cũng thấy rằng rất khó tiếp nhận với cái kiểu liễu yếu đào tơ của anh Long Nhật. Tức là còn là đâu đó vẫn có bóng dáng của một người con gái trong con người Long Nhật. Cái thứ nhất là như thế này, làm nghệ thuật á là phải có cái sự bướng bỉnh và đôi khi bảo thủ, mà nghệ sĩ nào cũng vậy, phải trung thành với con đường mình đã chọn từ đầu. Mình làm nghệ thuật mà mình cứ nghe người ta nói mình bên này là mình nghĩ bên này, mình nghe người ta nói bên này mình nghĩ bên này, là mình không còn cái tôi của mình nữa. Tất nhiên mình phải lĩnh hội được tất cả những ý kiến đóng góp và cùng với cái tôi của mình để mình ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng không nên đánh mất cái tôi của mình. Bằng chứng là rất nhiều người hát Trường Sa, không phải riêng một mình Long Nhật, có những người nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhưng cái bản thu của Long Nhật hoặc là cái video của Long Nhật là cứ 5 giờ sáng là Trường Sa lớn người ta phát Long Nhật lên. Và đó là cái lựa chọn của chiến sĩ. Bởi vì bằng cách nào cũng được, đi con đường thẳng cũng được, đi con đường tắt cũng được, miễn sao chạm vào được trái tim của người nghe và ở luôn trong đó, đừng có ra nữa. Thì là mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi. Đó, thấy thì được. Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô. Trường Sa ơi, biên đảo quê hương. Thì cái dòng nó mềm mại, nó ngọt ngào, nó... mà tại vì Long Nhật có cái sự tưởng tượng, khi mình hát ở trong đất liền là mình đã xúc động rồi. Hoặc mà huống hồ chí mình khi mình đứng trên cái đầu sóng ngọn gió như vậy. Trong cái dòng của Long Nhật á, nó có cái tình ở trong đó đó. Dạ. Nó có sự trữ tình ở trong đó. Và đặc biệt là cái giai điệu dân ca nó nằm ở trong máu của Long Nhật á. Dạ. Mỗi lần mình hát lên á, nó khác với những bài hát khác. Ta yêu cái đó Long Nhật, ngay cả Long Nhật hát bất kỳ điều gì Linh vẫn thích, thậm chí Linh rất yêu mến cái, thậm chí là idol cái giọng hát của Long Nhật luôn. Dạ. Nãy Tashmir có nói là hai anh em mình ngủ đi để cho Long Nhật nói. Long Nhật có thể nói từ tối đến sáng, từ sáng đến tối, nói bất kể chuyện gì trên cuộc sống này, cái chuyện chi ca hát nói chuyện gì cũng là một người gọi là đa phong cách luôn á. Trước khi mà trở thành một người chồng, một người cha rất là thương vợ con, trách nhiệm với gia đình, Long Nhật tự nhận mình là một người con 10 điểm với cha mẹ. Đối với cả em gái, Long Nhật tự nhận mình là một thằng anh 10 điểm. Đối với anh hai, Long Nhật nhận thấy mình là một thằng em 10 điểm. Nhưng mà đối với các con... Long Nhật, tên đầy đủ là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Thừa Thiên Huế. Ngay từ thời đi học, chàng trai nhỏ nhắn, thư sinh xứ Huế đã thể hiện được năng khiếu âm nhạc bẩm sinh của mình. Với chất giọng ngọt ấm, nhiều ca khúc hay, đầy sâu lắng về tình ca quê hương do chính anh thể hiện đã chinh phục nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt. Hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, Long Nhật thừa nhận bản thân là người sến sẩm, thích phong cách ăn mặc nhiều màu sắc, nổi bật trên sân khấu. Sau thật nhiều ồn ào, Long Nhật chỉ muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Chính gia đình và ân tình của những nghệ sĩ đi trước đã trở thành một điểm tựa vững chắc để anh hoạt động nghệ thuật theo sở thích riêng. Giải mã Long Nhật, sau sóng gió là những niềm vui. Mà là gặp Long Nhật có gì đâu giải mã. Bởi cuộc đời Long Nhật tất cả những gì đó đã xô lên báo chí truyền thông hết rồi, còn gì đâu giải mã ta. Giải mã đấy á, là tại vì thật sự là khi mà cái người nghệ sĩ mà có quá nhiều là chiêu trò, có quá nhiều cái câu chuyện về họ, và họ luôn luôn là cứ kể câu chuyện một cách không ngại ngần gì á, khán giả họ bị rối bởi có quá nhiều nguồn thông tin mâu thuẫn. Quý vị thấy đó, mặc hoa da phấn, nói chuyện rất là tinh tế nhẹ nhàng, và đó là không điệu thì không phải là Long Nhật ấy, thế lại là một dương cột gia đình. Với Long Nhật á, gần như là nó là cái niềm vui của rất nhiều anh em, cái tình của rất nhiều anh em. Mỗi lần gặp Long Nhật bất kỳ đâu, mà trong những cái cuộc vui chơi mà không có Long Nhật là coi như nó bớt rất nhiều cái niềm vui đó. Nói chung là gặp anh Quyền Linh thì gặp lâu lắm rồi, và cái ấn tượng đầu tiên là một cái poster về phim. Hồi đó Long Nhật đang gọi là một cậu bé học sinh trường Quốc học Huế. Thì bỗng một ngày Long Nhật đang ngoài chỗ phá phim á, và họ treo một cái poster to đằng trước phá phim này là Khát Vọng Sống. Long Nhật tưởng là phim Ấn Độ. Dòm đại không phải. Tại vì lúc đó anh Linh mới chưa biết anh Linh, mà thấy chữ Quyền Linh. Và cái ấn tượng đầu tiên
về cái người đàn ông này á, là nó không hề Việt Nam một chút xíu nào. Mà cái bàn tay là lông quá trời lông. Và cái điều ấn tượng nhất của Lâm Nhật là cái chuyện mà về nhà anh Linh. Mà hôm đó đã đàm hỏi, đàm cưới em trai của ảnh. Và Lâm Nhật được vinh dự trao cho một cái công việc là làm MC cho cái buổi đàm cưới đó. Hồi đó anh không kêu anh Lâm Nhật là đứng ở bên cái dàn nhà trai bưng quả, làm phụ rể. Làm phụ rể ha? Ừ. Không nói làm cô dâu luôn đi, tôi làm rể luôn. Có nhiều cái suy nghĩ như thế này. Lâm Nhật đứng bên cạnh bất cứ một cái người đàn ông nào trong giới showbiz, kể cả anh Lê Tuấn Anh, anh Lý Hùng hay anh Quyền Linh. Sau này thì có anh Vương Bảo Tuấn, rồi anh Quách Ngọc Ngoan, rồi nhiều nghệ sĩ sau này mà mới đây là Đoàn Thành Tài. Nhiều cái thị phi xung quanh cái câu chuyện hình ảnh đó. Bởi vì Lâm Nhật nhận từ nhận luôn là những cái ông anh của mình là quả men, quả cao lớn, quả tầm thước mà họ rất là đàn ông. Còn Lâm Nhật thì nhỏ nhắn trắng trẻo mà ngoài dòng Huế nữa, rất là giống con gái. Mà tự nhiên mọi người vô hình chung mọi người là mặc định là đó là một cặp. Nhiều thị phi, nhiều tin đồn. Nhưng đến giờ phục này, anh Quyền Linh công nhận về em không? Chưa bao giờ mang tai mang tiếng trong cái câu chuyện mà yêu đương lộn xộn ở trong cái thế giới showbiz này. Đối với con gái cũng vậy, đối với các anh trai cũng vậy. Đã là anh em, là anh em. Tôn trọng và chừng mực. Đùa giỡn là như vậy đó. Nhưng tôn ti thực tử, đàng hoàng tử tế, không bao giờ xuồng xạ nói bậy. Và một tiếng là thứ anh, hai tiếng là thứ anh. Đúng rồi. Bây giờ ngồi đây nói chuyện với Trạc Thủy Biên và anh Linh, em thấy anh là một người may mắn. Đặc biệt trong nghề đó, từ thật mà anh Lâm Nhật mà thương yêu ai là tự nhiên được yêu thương lại vậy. Cả 1,000 học sinh, mấy ngàn khán giả đi đoàn điện ảnh Sài Gòn ra Huế liên hoan đó, anh Nguyễn Nhật Tin đứng trên sân khấu của câu lạc bộ lao động là nói là cúng an đình đó. Không hiểu sao số phần làm sao anh thấy một thằng bé học lớp 9, lớp 10 ốm một bó hoa chén rồi chăng luôn không leo lên sân khấu được. Em ở trong đội ưu tú của học trò được đi đoàn điện ảnh. Và anh Nhật Tin thấy một thằng bé nhỏ xíu à. Ông cố sự bế em lên. Bế em lên mà bỏ ông ở trong lòng ông. Em ngồi luôn trong lòng anh Nhật Tin, em tuột xuống nữa. Và anh em làm anh em mấy chục năm như vậy. Lâm Nhật nói như vậy, Lâm Nhật thấy là Lâm Nhật quá rất là may mắn. Lâm Nhật mê Lê Tuấn Anh là được làm em anh Tuấn Anh. Lâm Nhật mê bà Hồng Vân diễn xuất. Trời ơi chí là lùng mình cũng mè để đảo để ý. Lâm Nhật đi hát được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ em hát sớm lắm. Lớp 10 là em vô chuyên nghiệp rồi. Oh. Dạ. Và tính đến bây giờ là tròn 30 năm. 30 năm đi ca hát? Dạ. Em thích nhất bài hát gì từ lúc lớp 10 tới bây giờ? Một cái người nghệ sĩ ca hát chuyên nghiệp 30 năm thì mỗi giai đoạn nó có những bài hát của cái giai đoạn đó. Đầu tiên bắt đầu nổi tiếng là sẽ có Mấy nhịp cầu tre về quê ngoài. Sau này là ở Hai Đồng Nỗi Nhớ, Gần Lắm Trường Sa. Rồi tiếp theo nữa là Tình Huế. Và có một cái bài mà anh Quyền Linh rất là thích là Tết Đến Xuân Về năm nào Lâm Nhật cùng hát, là cái bài Tình Cá Mùa Xuân. Đúng của nhạc sĩ Trần Hoàng. Mỗi Tết nghe Lâm Nhật hát bài đó nồn nào lắm. Những cái dự định sắp tới của Lâm Nhật về âm nhạc là như thế nào? Năm vừa rồi thì em có cái kỷ niệm 30 năm phim ca nhạc Tìm Lại Người Xưa của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, là cái người mà Lâm Nhật vừa hợp tác trong cái phim Phường Khẩu vừa rồi. Và đó là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc rất là lớn, và cũng là một cái nỗi buồn rất là lớn luôn. Là bởi vì Lâm Nhật không ngờ đó là cái dự án cuối cùng của Lâm Nhật và anh Nguyễn Chánh Tín. Đó là một cái phim mà anh Chánh Tín đã nhận lời vừa làm một vai khách mời và vừa hỗ trợ cho tất cả các diễn viên trẻ ở trên trường quay. Đóng vai ông ba của cô Thủy. Và đi chuyện đi Huế đó về thì là mấy tháng sau thì anh Tín mất. Và Lâm Nhật không ngờ là đó là cái dự án cuối cùng của hai anh em. Kỳ lạ là mọi thần tượng của anh Lâm Nhật cũng là những thần tượng mà em yêu mến vô cùng, như là cô Bảo Yến. Đúng rồi. Và em cũng vậy, yêu thương và kính trọng chú Chánh Tín vô cùng. Gần như đó là cái hình tượng gọi là kép điện ảnh đẹp như là Nguyễn Du tả Từ Hải vậy đó. Đúng rồi. Và rõ ràng anh Lâm Nhật cũng như em yêu mến cái đẹp chuẩn mực của nam, nữ, âm, dương, tất cả mọi thứ rất rõ ràng. Nhưng bản thân anh lại không đi theo con đường những thần tượng của mình. Anh mê là anh mê thế này. Dù như là anh Nguyễn Cảnh Tín, anh mê cái đẹp đàn ông như vậy. Hay là chị Bảo Yến, anh mê cái thần thái của chị Bảo Yến. Quá sức là đàn bà mà quá sức là miền Trung, mà nó pha với cái Sài Gòn xưa đó. Nó lạ lùng như vậy. Nhưng anh không làm được như họ. Anh có thể hát giống chị Yến. Và
đôi khi có những cái vai diễn, ví dụ như vừa rồi anh đoạt cái huy chương bạc, hai cái huy chương bạc trong cái dự án đèn của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhường và nhà văn Chu Thơm trong liên hoan kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc. Lâm Nhật Giảm đi thi kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc trang TV Vĩnh Linh và em đoạt một lúc hai giải thưởng luôn. Thì trong đóng vai Bảo Long là một cái người chính nhân quân tử mê con đường ca hát trộn gia đình đi theo, và có những lúc anh Nhật phải tưởng tượng tới anh Tiến, anh Tiến ngồi làm sao để đứng làm sao đi làm sao. Thì học em không được có được coi cái mấy đấy. Cái vở đi liên hoan để nói tiếp cái đó cả đã, thì là trên sân khấu thôi, hoặc là diễn trong được một cái giai đoạn nào đó thôi. Còn ngoài đời thì xin quý vị cho nó việc trở lại về cái người thật của mình, chứ còn diễn mà diễn trên sân khấu và trên sàn diễn thôi, chứ diễn cả cuộc đời nó khổ lắm phải không anh? Nó mệt lắm, tại vì không có gì sướng bằng mà khi mà mình ở ngoài đời mà mình sống đúng với con người của mình. Nên có những người, tại vì sao người ta không hiểu rằng là hồi đám cưới đó thì luôn luôn thiên hạ là kể cả trong giới mình, kể cả có một người nhạc sĩ viết một cái bài báo quá trời là có như là vùi dập gia đình của Lâm Nhật luôn. Và Lâm Nhật cũng có thứ là diện với người, diện với đời, diện một ngày, một tháng, một năm thôi đủ mệt rồi. Làm sao mà diện hai mươi mấy năm về vợ về con được. Anh dần cái câu chuyện để anh trả lời câu hỏi của Trạc Tư Miêu là bởi vì anh không thể nào diện ý gì anh Nguyễn Dành Tín. Anh chỉ là một lần hoặc anh già gái thì anh nhớ tới cái thần thái của chị Yến để anh làm. Còn những lúc anh làm đàn ông, anh đóng phim như là Bảo Long thì anh nhớ tới những cái thần thái của anh Nguyễn Dành Tín. Hay là vừa rồi vào cái vai Chú Phúc Năng trong Phường Khẩu thì anh nhớ tới cái những cái vai ác của những người nghệ sĩ mang thần tượng để anh học hỏi. Còn ở ngoài đời khi mà trút bỏ xiêm y ra, bước ra khỏi nhân vật thì cho anh Lâm Nhật làm đúng con người của anh. Còn diện hoài mệt lắm. Anh là đàn anh dạy với em rất nhiều về cái việc là tôn trọng nhân vật. Nếu đạo diễn bắt mình giả gái, mình phải giả gái cho nó đàng hoàng. Bắt mình làm cái người đàn ông hay là một cái vị gian thần Trong phim Phượng Khấu đó, phim Phượng Khấu mình cũng phải tuân thủ. Nhưng rõ ràng trong diễn xuất của anh cũng như trong thể hiện sân khấu của anh vẫn không tránh khỏi đâu đó những cái nét nó đã trở thành thói quen vị kỷ của cái tôi con người, nó lấn vào cái tôi của tác phẩm. Khó, và khán giả họ cũng thấy rằng rất khó tiếp nhận với cái kiểu liễu yếu đào tơ của anh Long Nhật. Tức là còn là đâu đó vẫn có bóng dáng của một người con gái trong con người Long Nhật. Cái thứ nhất là như thế này, làm nghệ thuật á là phải có cái sự bướng bỉnh, và đôi khi bảo thủ, mà nghệ sĩ nào cũng vậy, phải trung thành với con đường mình đã chọn từ đầu. Mình làm nghệ thuật mà mình cứ nghe người ta nói mình bên này là mình nghiêng bên này, mình nghe người ta nói bên này mình nghiêng bên này, là mình không còn cái tôi của mình nữa. Tất nhiên mình phải lĩnh hội được tất cả những ý kiến đóng góp và cùng với cái tôi của mình để mình ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng không nên đánh mất cái tôi của mình. Bằng chứng là rất nhiều người hát Trường Sa, không phải riêng một mình Long Nhật, có những người nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhưng cái bản thu của Long Nhật hoặc là cái video của Long Nhật là cứ 5 giờ sáng là Trường Sa lớn người ta phạt Long Nhật lên. Và đó là cái lựa chọn của chiến sĩ. Bởi vì bằng cách nào cũng được, đi con đường thẳng cũng được, đi con đường tắt cũng được, miễn sao chạm vào được trái tim của người nghe và ở luôn trong đó, đừng có ra nữa. Thì là mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi. Đó, thấy thì được. Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô. Trường Sa ơi, biên đảo quê hương. Thì cái dòng nó mềm mại, nó ngọt ngào nó... Mà tại vì Lâm Nhật có cái sự tưởng tượng, khi mình hát ở trong đất liền là mình đã xúc động rồi. Hoặc mà huống hồ chí mình khi mình đứng trên cái đầu sóng ngọn gió như vậy. Trong cái giọng của Long Nhật á, nó có cái tình ở trong đó đó. Dạ. Nó có sự trữ tình ở trong đó. Và đặc biệt là cái giai điệu dân ca nó nằm ở trong máu của Long Nhật á. Dạ. Mỗi lần mình hát lên á, nó khác với những bài hát khác. Nó yêu cái đó Long Nhật, ngay cả Long Nhật hát bất kỳ điều gì, Linh vẫn thích. Thậm chí Linh rất yêu mến cái, thậm chí là idol cái giọng hát của Long Nhật luôn. Dạ. Nãy Tosh Miu có nói là hai anh em mình ngủ đi để cho Long Nhật nói. Long Nhật có thể nói từ tối đến sáng, từ sáng đến tối, nói bất kể chuyện gì trên cuộc sống này, cái chuyện chi ca hát múa chuyện gì cũng là một người gọi là đa phong cách luôn á. Trước khi mà trở thành một người chồng, một người cha rất là thương vợ con, trách nhiệm với gia đình, Lâm Nhật tự nhận mình là một người con 10 điểm với cha mẹ.
Đối với cả em gái, Lâm Nhật tự nhận mình là một thằng anh 10 điểm. Đối với anh hai, thì Lâm Nhật nhận thấy mình là một thằng em 10 điểm. Nhưng mà đối với các con, về vợ á, thì không biết có được 5 điểm không. Là bởi vì ham đi diễn, mê đóng phim, thích đi ca hát. Nhiều khi để cho bà xã với mấy đứa nhỏ ở nhà thôi, một mình còn rất là thiệt thòi. Và chưa bao giờ Lâm Nhật thích làm con gái. Lâm Nhật rất là yêu thương các em gái của Lâm Nhật. Và Lâm Nhật có 4 đứa em gái. Lâm Nhật hiểu một điều thế này, làm con gái cực lắm. Chưa bao giờ muốn trở thành con gái hả? Chưa bao giờ muốn trở thành. Tại sao Lâm Nhật luôn luôn mặc đồ con gái, luôn luôn muốn thể hiện thành một người phụ nữ đẹp? À, đó là công việc, đó là đóng phim, đó là vai diễn, đó là một cái dự án đó mà đạo diễn họ yêu cầu, họ cần như vậy thì mình làm như vậy thôi. Tại vì đóng còn một ngày, hai ngày hoặc là một vài tiếng đồng hồ mà quá cực. Anh không thể nào mà ngày nào cũng mặc áo dài, mà ngày nào cũng mang gũ cao như Trạc Thủy Miêu được. Hồi nhỏ Lâm Nhật có bắt đền ba mẹ làm, ba mẹ đẻ con sao giống con gái quá. À, các anh chị trong trường cứ kêu Lâm Nhật hát hay, học giỏi nhưng mà giống con gái quá. Thì ba mẹ Lâm Nhật có nói một câu rằng là như thế này: sau này cha mẹ có 100 tuổi rồi á, thì con phải nhớ một cái câu như thế này: con phải xinh đẹp lắm, con phải dễ thương lắm, thì con mới được giống con gái. Người nào mà cao lớn, to cao vàm vỡ như anh Quyền Linh, như anh Lê Tuấn Anh, như là Nguyễn Chánh Tín, đó là phần phước của họ. Còn mạnh dạ, mềm mại giống con gái, đó là phần phước của con. Giống con gái chứ không phải là giống con ma mà con sợ. Và đó là một cái chìa khóa vàng để mở toang cái cánh cửa để Lâm Nhật bước vào đời, và Lâm Nhật bước vào cái con đường showbiz. Chưa bao giờ Lâm Nhật mặc cảm là mình giống con gái, là cái bàn tay đàn ông gì mà nó đẹp, con gái quá. Thì Lâm Nhật rất là cảm ơn ba mẹ. Và Lâm Nhật luôn luôn nói với bà xã Lâm Nhật á, em phải lấy một cái thằng chồng man, yêu em, romantic feeling về em cơ. Còn anh thấy là anh chỉ thương con, thương em, trách nhiệm, và anh thương em như một đứa em gái nhiều hơn. Thì bà xã còn nói một câu như thế này nè: ôi dồi ôi, có những người anh lắm trộ đầy mình mà mạnh mẽ dễ sợ, đàn ông dễ sợ, nhưng mà không phải đàn ông. Nó đánh cho một ngày 8 lần đó nhở, cờ bạc, rượu chè, đủ thứ. Thế Lâm Nhật phát hiện một điều nữa nè: có những người, người ta vỗ ngực xưng tên mình rất là man, rất là đàn ông luôn, nhưng họ sống không đáng một thằng đàn ông. Đánh đập vợ con, vô trách nhiệm ở gia đình, cờ bạc rượu chè. Thì Lâm Nhật thấy mặc dù hình ảnh bên ngoài mình yếu, mình giống con gái, mình không men, nhưng Lâm Nhật có thể để vợ con lên tay, đưa qua đưa lại thế này. Lâm Nhật rất là cưng chiều bà xã về mẹ, thương yêu gia đình. Nó không nói đến được cái giới tính của người ta đâu. À, vấn đề là cái người nào sống có đáng mặt nam nhi hay không. Còn người nào men, hình ảnh họ men như anh Quyền Linh, đó là cái phần phước của họ, anh đã nói rồi. Còn cái người nào mà yếu nè. Thật ra là thật sự nói thì con người ta làm sao bản chất là vậy, không thể nào thay đổi được. Mà anh xịn làm Miêu, anh xịn dễ sợ, thưa quý vị, Lâm Nhật xịn lắm. Xịn cả trong cái cách nghĩ lẫn, chứ không phải là cách sống và cách hát. Lâm Nhật một người sướt mướt. Đằng sau tất cả những điều này, đó là một người cha, một người chồng, một người nghệ sĩ đa nhân cách, hay là một hiện tượng nào đó mà nó phi tự nhiên, nó phản khoa học. Anh về nhà anh cũng dùng nói chuyện với em, với anh Linh gì đó. À, anh cũng nói chuyện với bà xã, cũng nói chuyện với mấy đứa con. Anh cũng giống như là anh nói chuyện với em, vậy anh cũng múa tấn bừng lên vậy á. Anh đi đón thằng Bim nghe, anh đứng bên kia đường á, mà thằng Bim kia anh kêu đây đây ba đây nè, bên này. bà xã hay đùa. Trời ơi, chồng chị bấm mũi cái tay à. Nè, đây bên đây. À, có như lúc bà xã bà cũng dần chứ, bà cũng dần hơn, bà cũng nói là anh là cái gì của tôi ha, bà la lên gì đó. Anh mình nói là Ngân, dù sao em cũng là A Khôi phòng, người có đôi mắt đẹp nhất. Anh Nhật dù sao cũng là một ca sĩ hạng nhạc quê hương, có tiền có tâm. Chồng mình là nghệ sĩ, chuyện lớn không mà sang, nói to còn nó không mà sang, tao nói nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ em muốn biết em là anh là cái gì của em không? Bây giờ em ép anh nói nè, đúng ra là anh không nói nhưng mà anh em ép anh nói à, anh là cái gì của tôi? La này gì đó, anh là chị của em. Cái bà phá ra bà cười, phá ra bà cười thì không khí là không còn cái lồn nữa. Tại vì đối với em là em không có cãi nhau về bà xã. Vợ nó có càm ràm, em nghe hay dùng cái bảo yên hạt vậy á, em nghe quen như vậy. Thật sự là đối với em á, chị Ngân giống như là một cái âm phúc trong đời anh Nhật vậy đó. Cho anh được là cái gốc đàn ông bên trong con người anh. Bởi vì cái câu chuyện trắng gội thì nó phải kèm về tình yêu. Và cái Lâm Nhật yêu là trời lắm đất lỡ.
À, khi mà Long Nhật gặp chị Ngân là Long Nhật lớn rồi và gặp một cái biến độ, một cái người đàn bà cho mình cái sự an toàn, yên tâm. Nhưng mà cái tình yêu của chị Ngân mỗi ngày một lớn lên. Khi mình sống, cái tình yêu của Long Nhật dành cho chị Ngân là tình yêu sau hôn nhân. Và đến giờ phút này thì cái người mà đến để Long Nhật xến mà yêu mà sướt mướt là bà Ngân. Bà Ngân có một điểm cộng là nhắc tới ông bà nội của mày đứa nhỏ là ba mẹ. Bà Ngân là khóc như mưa vậy. Rồi vì bà Ngân là cha mẹ của Long Nhật như là cha mẹ thứ hai chứ không phải là cha mẹ chồng. Anh nói như vậy để cho em hiểu rằng một điều rằng là tình yêu nó có cái lạ lùng lắm. À, em là sau hôn nhân em mới yêu bà Ngân từ từ. Nhưng mà đôi khi cũng áp lực chứ. Ngân đều đi ngoài đường á. Ngân là một người đàn bà lạ lùng. Cũng có những người chạy theo Ngân, cũng có những người ác miệng ác mồm chạy theo Ngân nói là tại sao đẹp quá vậy, con gia đình danh giả rồi cũng có danh hiệu này xí mà sao mà đeo theo Long Nhật, và đeo gì mà đeo mà mấy chục năm mà đẻ gì mà ba bốn đứa con như vậy, đi theo anh nè này kia là bà Ngân mà liếc mắt mà nhìn mình mày sách dép anh Nhật cũng không xứng. À thì đã được cái gì. Trong cuộc đời của Long Nhật á thì cũng quá nhiều thị phi ha. Ồn ào là khoảng 10 năm trở lại đấy. Khi Long Nhật từ Mỹ trở về, em ở bên Mỹ 3 năm thì có một cái giai đoạn là mới bị ốm bên Mỹ 2 năm ở luôn bên đó. Và em đọc những cái tài liệu á, em đọc có một thời gian em nằm nhà nằm đấy, và nó mới thấy là à, bây giờ về Việt Nam thì phần mất rồi, khán giả quên rồi và người đã mai một rồi. Có một cái con đường là con đường scandal. À, Long Nhật xin phép, Long Nhật có điện thoại cho ba mẹ, bà xã, gia đình bàn là cho con đi con đường tắt trong vòng 2 năm. Nếu mà lại là được thị trường á, lại là được khán giả, con sẽ làm nghề tiếp tục. Còn nếu mà không được, con sẽ trở về để phụ về bà Ngân làm công việc kinh doanh gia đình. Và Nhật trở về Việt Nam, Nhật cùng với anh Minh Ly rồi anh Vương Bảo Tuấn thì không có cái câu chuyện gì mà khán giả dễ tin bằng câu chuyện dự tính. Vì do Vũ Long Nhật là thấy là cả một trời con gái rồi. Thì mày thằng bạn là anh Tuấn về anh Minh Ly là mày thằng là cáo lần mày tạm mến Ly vậy đó. Minh Ly là người Việt kiều mà về đây mua nhà không có đứng tên được thì nhờ Long Nhật đứng tên rồi anh mua xe mua đồ. Thì mày vú lên một cái thông tin là anh Minh Ly tặng xe Lexus cho Long Nhật, tặng cái căn nhà cả trăm tỷ ở ngoài Hà Nội cho Long Nhật. Rồi anh Vương Bảo Tuấn đóng phim Tình Nghèo Có Nhau, đóng Giả Gái nha đồ. Thì rất là hiệu quả luôn. Trời ơi, tao này truyền thông và công chúng là rần và người ta chú ý đó. Đặt đá người ta ném về mấy tòa lâu đài xây không hết. Người ta nói nặng lắm, người ta chú ý nặng lời lắm cơ. Nhưng đây Long Nhật cũng xin nhắc lại về các em nhỏ đó. Đừng bao giờ mà đi theo con đường của Long Nhật. Đi theo cái con đường scandal là một con đường nguy hiểm. Không phải ai cũng may mắn mà đạp xuống an toàn như Long Nhật. Bởi vì Long Nhật có một cái quá trình. Long Nhật có một cái background, có một cái quá trình dài ở trong mà giữa showbiz này. Và tất cả những anh chị lớn ở trong nghề lại biết Long Nhật là một đứa hát tốt nè, có khả năng diễn xuất. Chị Hồng Vân mà đưa Long Nhật về sân khấu, thầy Minh Nhị đưa Long Nhật về sân khấu, rồi các đạo diễn, chị Thanh Thủy là ký giấy bảo lãnh với đài truyền hình cho Long Nhật vào cái phim Ô Sinh Nội Loạn. Và mọi người bắt buộc Long Nhật là chấm dứt con đường scandal, không làm bà tạm showbiz nữa. Thì mọi người sẽ giúp đỡ. Và sau những cái ồn ào đó, Long Nhật cắt đứt, Long Nhật không làm scandal nữa. Cái chuyện giới tính đó từ Long Nhật gây nên. Từ gây nên và chuyện cãi nhau các đồng nghiệp Long Nhật cũng từ gây nên. Đã thông báo cho gia đình biết là dạ, con sẽ làm cái chuyện giới dạ tính đó để cho mình cho mọi người chú ý lên. Thì khi mọi người chú ý vào đó thì Long Nhật sẽ là anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay rồi anh đi biển biệt đó, hạc lên như vậy thì mọi người sẽ thấy mình à trời ơi Long Nhật đã trở về rồi này kia. Lắm nhất ba tạm sẽ bị chết cách đấy cũng 6-7 năm rồi, chết rồi. Em không biết anh có mệt không? Anh cũng mệt lắm thưa quý vị. Đó là hậu quả của scandal mà tự Long Nhật đã tạo nên. Dạ. Chúng ta phải chịu điều đó, tại chính chúng ta đã gây ra điều đó mà. Không phải, còn như thế này này. Đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, 2-3 cái luôn. Rồi bắn rừng xuống biển, đem áo, đem quần, đem thức ăn, đem mùng mền, chăn gội, thực phẩm, sách vở đến cho đồng bào bạo lụt hay miền núi bị sạt lở. Nó không có hot. Cái câu chuyện này chúng tôi cũng nhắn gửi đến những người làm nghệ thuật. Yeah. Chúng ta cũng từng tạo nên những cái scandal để yeah mau nổi tiếng. Và đôi khi nổi tiếng rồi thì gánh chịu những cái hậu quả. Yeah. Nó cũng khốc liệt đến. Nếu mà Long Nhật có những bài học đã phải học để trưởng thành
vì có rất nhiều dự án thú vị như anh vừa liệt kê ra đây mà chúng ta không may mắn được biết tới. Nhưng mà còn một điều thế này nè, là cuối đường hầm sẽ là ánh sáng, những cái điều tốt đẹp vẫn còn đó. Giông bão xong thì mặt trời lên. Tôi tin một điều rằng rồi đây khán giả vẫn đang còn chờ đợi. Bằng chứng này, những đêm diễn của Lâm Nhật vẫn đầy ắp khán giả. Và những cái sản phẩm Lâm Nhật đi bây giờ ai cũng nói là bản địa không được, nhưng mà số lượng phát hành của Sài Gòn Fabaco vẫn là cái số lượng dẫn đầu về những cái CD và DVD về nhà quê hương trữ tình của Lâm Nhật. Những MV được đầu tư công phu, lượng người xem, lượng subscribe, lượng view rất là cao. Mình làm thiệt là mình ăn thiệt. Độ phần của Lâm Nhật là như thế này: muốn qua sông là phải bắt cầu, muốn đi là phải làm đường. Dù vất vả, dù khó khăn, dù nhiều thị phi, nhưng mình phải làm hết tất cả những gì mình có đi. Mình đem hết tất cả những khả năng, công sức, cả cái tuổi thanh xuân của mình, mình cống hiến đi. Những điều tốt đẹp và những cái khán giả yêu thương mình vẫn còn đó. Tất nhiên mình là người công chúng thì mình phải chấp nhận có người yêu thương và có người họ tò mò, họ không có thỏa mãn về cái câu trả lời của em. Nhưng cái số đã ít thôi. Em xin nhắc lại một điều nữa: dù có nhiều giông bão thì em vẫn là một người nghệ sĩ. Lâm Nhật sẽ hướng con mình như thế nào? Em đối với con cái thì em không có kỳ vọng gì nhiều. Làm bác sĩ kỹ sư được thì tốt. Mong có thì em con sẽ là một người đầu bếp, một người thợ, một người cắm hoa cũng được. Học để làm người, chứ còn bằng cấp không quan trọng. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn rằng những người nghệ sĩ chúng tôi cũng có những cái điều mà nó tiềm ẩn bên trong. Có thể quý vị hiểu lầm một điều gì đó. Có thể những người nghệ sĩ đã chẳng may đã tạo nên một cái scandal nào đó. Yeah. Nhưng họ đã nhận ra điều đó rồi. Và hãy đón nhận chúng tôi bằng những tác phẩm. Yeah. Bằng những công việc cụ thể đang làm hàng ngày. Một gia đình Long Nhật vững vàng trước sóng gió hai mươi mấy năm qua. Yeah. Thì chắc chắn sẽ mãi mãi như thế. Anh Vũ Linh tin vào điều đó. Với cái sự chân thành của Long Nhật, với cái tình yêu thương của Long Nhật đối với gia đình, mọi người đã công nhận. Và chắc chắn rằng sắp tới đây, một cái con đường đẹp nhất của Long Nhật, anh nghĩ rằng là hãy chứng minh cho khán giả chỉ bằng tác phẩm của mình thôi. Và sẽ không bao giờ có scandal, không bao giờ có bà Tám Showbiz xuất hiện trong cuộc đời Long Nhật nữa. Dạ. Cái lối mà lấy giới tính ra để tự tạo scandal á, thật sự không có gì mới mẻ và đã được minh chứng là không thành công và có thể phản pháo, có hậu quả cho chính chủ. Cho nên nếu còn có thuyết âm mưu đó thì xin các nghệ sĩ trẻ nhớ dùm rằng là các bạn không quá táo bạo, không quá hay ho và mới mẻ đâu. Thật sự có người thử nghiệm rồi. Đúng và rồi. Đã sai. Và con đường duy nhất của người nghệ sĩ đến với công chúng là sản phẩm, là âm nhạc, là những vai diễn. Để không phụ lòng về công chúng. Còn cái chuyện mà giữ tỉnh tạo scandal xưa như xưa rồi Diệm ơi. Cảm ơn Long Nhật rất là nhiều. Cảm ơn Trác Thúy Miêu.